Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của Thanh Quay nha. Hôm nay Thanh Quay mời các bạn đi theo Thanh Quay đi dở dớn nha các bạn. Bữa nay mình theo thằng cháu ở xóm dở dớn các bạn. Đây, bữa nay là hai chú cháu đi thăm dớn các bạn ơi. Rồi, tới dớn các bạn. Dớn này dớn của người ta. Ủa không phải giống mình sao? Giống mình nắng á. Tới giớn nè các bạn. Mình cái này mình thăm buổi chiều các bạn ơi. Trời mưa quá là mình đi thăm buổi chiều. Thấy có con cua. Đông nữa. Mấy con. Cái này là cái thứ mấy rồi? Thứ ba hay gì hả? Nè các bạn ơi. Cái mới mới các bạn ơi. Cái sạc cần. 2 4 4 5 cái sạc cần các bạn. Ừ. Cua, cua quá trời nhiều các bạn ơi. Rồi đi thăm tiếp nữa các bạn. Tới nữa các bạn ơi. Bên này cái, bên này cái nữa các bạn, hai cái hai bên. Cái này dớn cá cũng ít các bạn ơi. Thấy trời mưa rồi đi thăm. Sáng thăm cái nữa nha các bạn. Đây. Sáng chạy nhờ dướng vậy. Mới cái lồng tông, cái chốt, cái chạch, có con cái chạch nữa kìa. Có được con cá chạch nè các bạn. Bây giờ ở miền Tây cá chạch là hiếm lắm nha các bạn. Con cá chạch. Cá chạch ở miền Tây bây giờ là 200-300 ngàn vị trí đó các bạn ơi. Nó chặt mắt lắm. Rồi đặt lại qua bên này. Chết chóc gì nữa, chết chóc gì. Ở trên cây đó có một bầy chim các bạn, bầy chim chim cho chảo đậu trên cây kìa. Ồ, quá luôn hết chiếc bầy mà chim các bạn, các bạn ơi kìa. Nó bay đi. Ôi giời. Còn cái nữa nha các bạn, còn cái giớn nữa, mình đi thăm cái giớn cuối cùng nha. Nói các bạn, cái giớn nặng đó các bạn. Đây mình nhìn thấy đó. Cái trại đó, trên đó có cái trại các bạn. Với lại có chuồng dê. Chuồng dê. Giờ cái giới cuối cùng các bạn ơi.
À, cái giới này cũng có cái sạch gần hay gì đó dễ khoét. Mới thấy coi sạch gần. Gần cái bóng nữa vậy. Được con cá sặc gần nữa các bạn ơi. Với cá đỏ mang. Xong rồi các bạn, bốn cái giớn được bao nhiêu nè các bạn. Đây là thành quả nãy giờ nha các bạn ơi. Cái này có lóc, cái lóc đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thanh Quay nha. Nếu các bạn xem thấy video có hữu ích thì cho Thanh Quay một like, một đăng ký. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.